Vô Tình Xuyên không lại biến thành vợ của yêu quái. Câu chuyện bắt đầu như sau, trời trong xanh nhưng vẫn thấy em cao mày la là la la. Kít kít kít, tiếng phanh xe căng đét vang lên, ơ kìa bà lão bị ngã sao? Nữ chính của chúng ta vội dừng lại, tất tưởi đến đỡ bà đứng dậy. Khổ quá bà ơi, người già đi ra đường phải hết sức cẩn thận bà nhé. Bà lão còn khen cô là lòng dạ lương thiện, chịu đỡ bà một phen nên sẽ tặng cho nữ chính của chúng ta một món quà bất ngờ. Bà đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng mà theo admin manga thấy là có vẻ hơi bị nham hiểm. Ôi rồi ôi, bà lão có tuổi, rồi mà chỉ nhẹ nhàng vẩy tay một cái mà đã hất tung cô lên trời, bay qua những đám mây, bay tít lên tận bầu trời không còn nhìn thấy mặt đất. Bỗng trong không gian đột nhiên xuất hiện một vùng lốc xoáy sấm vang chớp giật nhìn, vô cùng đáng sợ, cuốn nàng vào trong nàng sợ hãi đến bất tỉnh. Đúng chuẩn xuyên không rồi các mem ơi. Khi nữ chính của chúng ta tỉnh dậy, xung quanh toàn là vàng bạc châu báu, u là trời phát tài rồi, phát tài rồi. Lấy tạm viên kim cương to hơn cả người nữ chính này thôi cũng có thể đổi đời, chắc là bà cụ đó là ma pháp sư, món quà báo đáp mà bà nói chính là đưa mình vào nơi này. Nữ chính vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười sung sướng. Đúng là trời cao có mắt, nhưng hay là mình đang nằm mơ nhỉ? U đấy mới nhớ đêm nào admin manga cũng nằm mơ các bạn ạ. Từ lúc mơ đến khi tỉnh dậy đều chỉ nhớ duy nhất, đến deadline cần review truyện tranh cho kênh manga review này thôi nè. Admin không cần vàng bạc châu báu gì đâu, chỉ cần các bạn ủng hộ admin một like và subscribe là tuyệt vời ông mặt rời rồi. Quay lại với nữ chính của chúng ta, vàng bạc châu báu đầy sàn ngập lối, kim cương hồng ngọc viên nào viên ấy chỉ có to và siêu to chứ không hề bé. Ấy vậy mà sau khi xuyên không đến đây, nàng chỉ hứng thú với con dao vàng đẹp đẽ đang găm trên tường. Nhìn thì cắm ngập vào vách tường như thế mà nàng chỉ chạm nhẹ là nó đã rơi ra. SOS, ai cứu nữ chính với, đây liệu có phải là chìa khóa của cơ quan gì đấy, mà chỉ cần vù một hít là nữ chính ngoảo không kịp ngáp không? Chưa biết nữ chính sẽ ra sao, nhưng ở bên ngoài thì đang xảy ra dị tượng vô cùng kinh hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên trời lại nổ sấm chớp bão bùng, đang giữa tháng 6 lại tuyết rơi ngập lối. Hóa ra nơi đây là hoàng cung, cung nào chưa biết, nhưng tất cả mọi người đều đang cực kỳ bất ngờ và hoảng hốt. Thì ra lý do là, bởi đây chính là điềm báo chân mệnh thiên nữ của vị hoàng đế bệ hạ đã đến, nữ nhân mà lãnh thiên nhiên, hồ vương, của tuyết sơn hồ quốc pháp lực cao cường đã đợi suốt 1000 năm cuối cùng đã đến. Người đó chính là nữ chính vừa rút con dao găm cắm trên tường tên Tô Nhiễm Nhi, của chúng ta sao? Mới nhìn profile nghiêm nghị thế này mà sao nghe thấy chữ vợ, anh phi xoắn cả chân vào thế kia. Đúng là pha chúa đã cô đơn 1233 năm rồi có khác, anh phi đi bỏ mặc đại thần đang hô hoán, sếp ơi bình tĩnh. Ở bên này, nữ chính của chúng ta đang cầm dao múa kiếm bằng vẻ mặt sung sướng, thì nghe tiếng kẹt cửa, cánh cửa dày nặng mở ra, hồ vương đã đến. Ánh mắt anh chàng sắc lẹm, sắc như con dao vừa được rút ra vậy, nhưng chuyện soi gái sắc lẹm mặt thể hiện độ dâm dê vợ ơi đây, chính là vợ của ta à đáng yêu quá. Nữ chính của chúng ta còn đang run run vì không biết đám người ăn mặc lạ lùng, như đang đóng phim cổ trang này ở đâu ra, đã thế lại còn bị soi mói là bản thân ăn mặc hở hang quá, lại còn cái gì mà, xem ra hoàng hậu tương lai đã chờ người từ rất lâu rồi. Ua alo, váy cao cổ, dài tới đầu gối, tay lửng, phong cách bảo thủ vậy mà dám bảo là người ta hở hang ư, bộ bị khờ ung hà. Đã vậy anh hoàng thượng còn sâu luôn bản tính đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, dằn mặt luôn đại thần không được nhìn vợ anh nữa. Xong rồi tiến sát gần à ơi thả thính, còn dẻo miệng gọi nữ chính của chúng ta là hoàng hậu của ta, cuối cùng nàng cũng đã đến, chấm đến đón nàng hồi cung đây. Ủa alo, nữ chính không hề biết bản thân mình đã xuyên không, còn tưởng là đi nhầm vào tiết mục truyền hình thực tế nào. Ê, đừng tới đây, anh định mần gì tôi đấy, tôi có dao đấy nhé. Đang nhắm tịt mắt tránh biến thái thì bùm một tiếng, quái, tên biến thái đâu rồi? Sao chỉ có con hồ ly đáng yêu quá vậy? Lông trắng, mắt đỏ nhìn đáng yêu quá. Nhưng mà đấy là người đọc như admin manga và các bạn thôi, nữ chính luôn là người đi ngược với lẽ thường. Nàng hét lên, bớ người ta, yêu quái, rồi ngất luôn. Chớp chớp, nàng tỉnh lại trong cơn mơ hồ, y phục đã được thay mới, chưa kịp định thần thì anh hoàng thượng đẹp trai lúc trước đã tiến vào, còn nói cái gì, mà vì quá kích động khi nhìn thấy nàng nên đã bất cẩn biến thành nguyên hình, khiến nàng sợ hãi. Rồi còn gì nữa đây, SOS, trời đất quỷ thần ơi bỏng mắt admin manga rồi. Hồ ly này lạ quá, người đâu mà tự nhiên thả hết quần áo xuống đất, rồi lao vào đòi làm chuyện xí hổ với con gái nhà người ta thế này. Này này anh ơi, anh đẹp trai có thừa mà EQ thấp quá đấy nhé, con gái nhà người ta mới xuyên không thế mà, mới đêm đầu tiên anh đã đòi động phòng thế này, mất mặt quân vương quá đi. Mang tiếng là hồ vương của tuyết sơn hồ quốc, mà FA tận hơn 1000 năm có khi cứ gặp cô nương nào cũng gọi là hoàng hậu cũng nên. Giọng điệu không khác gì mấy anh bad boy luôn, anh ơi văn này cũ lắm rồi, gì mà anh chỉ yêu mình em. Em này là bao nhiêu em vậy anh? Sau đó, lại là hành động cấm trẻ em dưới 18 tuổi ạ. Nhưng mà vừa mới vân tay ra để chạm chạm cái mà ai cũng biết là ai đấy thì bụp, đột nhiên hồ vương lăn ra bất tỉnh. Ủa anh ơi, này này anh gì ơi, đang đến đoạn hay mà, đang đến đoạn chuẩn bị một đêm mà.
anh tỉnh lại làm nốt đi cho admin manga và member xem với. Hóa ra là nàng là người còn hồ vương là yêu nên cũng có sự khác biệt. Hoàng hậu thì lại là người không có chút pháp lực nào, cho nên bệ hạ vừa hôn nàng thì mới bị ngất xỉu. Thì ra là thế, phong thủy không thuận rồi anh ơi. FA hơn 1.000 năm rồi, bảo sao chỉ cầm tay thôi đã ngất thật là yếu đuối quá đi mà. Đành vậy, tranh thủ lúc bệ hạ đang hôn mê, thì đưa hoàng hậu đi tu luyện, không chừng sau khi tu luyện sẽ thay đổi chứng bệnh này. Chuyến đi này sẽ tốn không ít thời gian, nhưng mà vì hoàng hậu cũng nên phải làm bất cứ giá nào. Chờ hoàng hậu trở về, sẽ bù đắp cho nàng trên giường. Đùa tên hôn quân này, hóa ra ý đồ của nhà ngươi là như vậy, ai cần chứ? Nhưng mà nàng chợt nghĩ, đúng là bản thân đã xuyên không, còn đến một lục địa không biết là chốn nào. Thôi đã tới đây rồi, lại có người quan tâm chăm sóc đến vậy thì tạm ở lại vậy, dù sao cũng không có pháp lực, cũng không biết đi đâu về đâu. Hồ vương này thì hiện tại cũng không thể tiếp xúc thân mật với nhau nên vẫn có thể không lo. Còn kế tiếp là đến học viện tu tiên gì gì đó cũng chưa biết đằng nào, biết đâu đấy, có khi nàng thật sự có thể tu luyện được thành tựu gì đó sao? Liệu chúng ta có được chứng kiến truyền kỳ về một thiếu nữ tu tiên vô địch thiên hạ hay không? Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến thế nào? Mời các bạn cùng đón đọc bộ truyện Sủng Thê Xuyên Không của Hồ Vương tại manhwa.vn hoặc ứng dụng truyện tranh manhwa nhé.